Hoan nghênh quý vị đón xem bản tin tiếng Việt ngày 11 tháng 9 của đài truyền hình PTS Đài Loan. Vào khoảng 8 giờ tối qua, một chiếc tiêm kích Mirage 2000 khi chấp hành nhiệm vụ bay huấn luyện trong đêm đã bất ngờ xảy ra sự cố hỏng động cơ. Khi đó, viên phi công đã bật ghế phóng thoát hiểm kịp thời và được tàu tuần tra biển giải cứu. Ngay sau đó, ban chỉ huy đã cho dừng toàn bộ hoạt động bay của dòng tiêm kích này và tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân. Trong bối cảnh căng thẳng gia tăng ở hai bờ eo biển để đối phó với hành vi thường xuyên quấy nhiễu của Trung Quốc, không quân Đài Loan đã tăng cường huấn luyện bay vào ban đêm. Nhưng vào tối ngày 10 tháng 9, một vụ việc đáng tiếc đã xảy ra khi một chiếc máy bay tìm kích 2.000 gặp nạn sau 30 phút xuất phát từ căn cứ Tân Trúc. Phi công đại quý Tạ Bảo Hưng đã kịp thời nhảy dù thoát hiểm. Quân đội đã điều động trực thăng tàu tuần tra biển cùng tham gia tìm kiếm cứu nạn. Sau 2 giờ tại khu vực biển ngoài khơi Tân Trúc, đã phát hiện và cứu được viên phi công trên, sau đó đưa đến Đại Trung để điều trị. Ngày 11 tháng 9, những chiếc máy bay tiêm kích còn lại tại căn cứ không quân Tân Trúc đã tạm dừng hoạt động bay để tiến hành công tác kiểm tra an toàn, đồng thời cũng đã thành lập tổ chuyên án để trục vớt cũng như điều tra nguyên nhân của vụ rơi máy bay. Tuy nhiên có thông tin cho rằng vào chiều ngày 10 tháng 9 phát hiện vết va chạm với chim trên thân chiếc máy bay tiêm kích bị rơi. Sau khi kiểm tra xác nhận không có vấn đề, máy bay đã được phép cất cánh. Liệu điều này có liên quan đến việc máy bay bị rơi hay không vẫn còn đang được điều tra làm rõ. Theo chuyên gia phân tích loại máy bay này chỉ có một động cơ được ví như trái tim của máy bay. Một khi mất động lực phi công chỉ còn có thể nhảy dù để thoát thân. <laughs> Các chuyên gia cho biết việc nhảy dù trong đêm tối thực tế là rất khó phản đoán khoảng cách với mặt biển, nhưng phi công đã quyết định nhanh chóng nhảy dù khẩn cấp, nhờ đó mà đã thoát nạn thành công. Đêm qua, bão Peminka đã hình thành. Hiện đường đi vẫn chưa được xác định rõ. Tuy nhiên, dự tính bão sẽ tiến gần Đài Loan vào thời điểm đón tết trung thu từ ngày 14 đến ngày 17. Khu vực Đài Bắc bắt đầu từ ngày mai cần đề phòng mưa dông do chịu ảnh hưởng từ vòng ngoài hoàng lưu bão. Bão nhiệt đới Babinca đã được hình thành vào tối qua ngày 10 tháng 9, dự đoán sẽ di chuyển về vùng biển phía nam đảo Ryukyu. Liệu cơn bão có ảnh hưởng đến Đài Loan hay không cần quan sát thêm. Vào ngày Tết Trung thu, khu vực phía đông đón gió có khả năng xuất hiện mưa rào, khu vực Tây Bắc Bộ sẽ có mưa dông vào buổi chiều. Bên cạnh đó, các chuyên gia khí tượng cho biết, theo hệ thống dự báo của châu Âu, vào thứ Hai tới, một luồng áp thấp nhiệt đới ở ngoài khơi phía đông nam Philippines có khả năng mạnh dần thành cơn bão số 14 trong năm nay. Tuy nhiên theo dự báo của sở khí tượng, cả hai luồng áp thấp này sẽ không ảnh hưởng trực tiếp đến Đài Loan. Hôm qua ngày 10 tháng 9, hội đồng quản trị công ty đường sắt Đài Loan đã họp thảo luận về việc điều chỉnh giá vé tàu trong thời gian tới. Đơn vị vận hành ủng hộ phương án điều chỉnh với tỷ lệ lợi nhuận là 3%, tương đương với biên độ tăng trung bình ở mức 35%. Tuy nhiên, hội đồng quản trị nhận định vẫn còn thiếu một số dữ liệu đánh giá liên quan, do đó đã trả lại hồ sơ và sẽ đưa ra thảo luận trong cuộc họp kỳ tiếp theo. Tại nhà ga Trung Ly, nơi luôn tấp nập người qua lại, khi được hỏi về việc vé tàu sắp được điều chỉnh tăng, đa số hành khách đều bày tỏ thái độ tích cực và ủng hộ. Tôi <laughs> Ngày 10 tháng 9, Hội đồng Quản trị Công ty Đường sắt Đài Loan đã hợp bàn về việc điều chỉnh tăng giá vé. Ba phương án tăng giá với tỷ suất lợi nhuận lần lượt là 3%, 4% và 5% đã được đưa ra để hạn chế tác động đến người dân. Đơn vị vận hành đã đề xuất phương án tăng giá vé 3%, tương đương với biên độ tăng trung bình là 35,62%. Nếu áp dụng phương án này, giá vé từ Trung Ly Đào Viên đến Nạnh Càng Đài Bắc sẽ tăng từ 70 đài tệ lên 95 đài tệ và dự kiến mức tăng sẽ giảm dần theo khoảng cách, tức là vé tàu ngắn tuyến sẽ tăng nhiều hơn vé tàu đường sau khoảng 4 giờ thảo luận, các thành viên hội đồng quản trị nhận thấy báo cáo còn thiếu sót các dữ liệu cần thiết để đánh giá tác động của việc điều chỉnh giá vé và so sánh với các phương tiện giao thông khác nên đã trả lại hồ sơ cho đơn vị vận hành để hoàn thiện. <laughs> Công đoàn ngành đường sắt Đài Loan kêu gọi nên tăng giá vé một lần để giải quyết triệt đề khoản lỗ lớn do tác động từ các chính sách trước đây, đồng thời cũng kêu gọi nên thành lập một quỹ đặc biệt để cải thiện an toàn đường sắt sau khi tăng thu nhập từ vé. Tuy nhiên, phương án điều chỉnh giá vé hiện đã bị hội đồng quản trị bác bỏ và sẽ được đưa ra thảo luận lại tại kỳ họp tiếp theo sau khi được thông qua phương án này mới được gửi lên Bộ Giao thông để xem xét. Do đó, thời gian thực hiện giá vé mới vẫn chưa được xác định. Thưa quý vị, nướng thịt là một trong những hoạt động không thể thiếu trong dịp đón Tết Trung thu. Tuy nhiên, tuần trước Đài Loan có hơn 130.000 lượt người đến khoa cấp cứu thăm khám do tiêu chảy, lập mức cao nhất so với cùng kỳ 5 năm trở lại đây. Nguyên nhân chủ yếu là do norovirus gây ra, trong số đó rất nhiều trường hợp là do ăn hầu nướng, vì thế khuyến cáo người dân cần chú ý hơn khi ăn hải sản nướng. Sở kiểm soát bệnh tật qua quan sát phát hiện, trong số những vụ việc tiêu chảy tập thể do norovirus trong nửa đầu năm cho thấy có đến 47 vụ liên quan đến việc ăn hầu nướng, Bên cạnh đó, số vụ tiêu chảy tập thể được ghi nhận trong 4 tuần nay đạt hơn 101 vụ, cao nhất so với cùng kỳ 5 năm trở lại đây. Dịch vụ ăn uống ngành nghề nhà hàng khách sạn chiếm tỷ lệ cao nhất, hơn một nửa trường hợp có sự xuất hiện của norovirus. Dự đoán tình hình dịch bệnh sẽ tăng cao sau Tết Trung thu, có khả năng một tuần sẽ có hơn 150.000 lượt người thăm khám bệnh. Sở kiểm soát bệnh tật nhắc nhở người dân các loại hải sản có vỏ như hầu do bản chất cần lọc nước biển để hấp thụ đủ chất dinh dưỡng nuôi sống cơ thể, nên lượng vi khuẩn tồn tại trong cơ thể chúng sẽ cao hơn hàng chục hoặc hàng ngàn lần so với các loại hải sản khác. Khuyến cáo người dân khi chế biến phải đợi hầu mở miệng ra, sau đó tiếp tục đun nấu từ 3 đến 5 phút cho chín hoàn toàn. Không nên vì cảm giác ngon miệng mà ăn ngay tránh gây hại đến sức khỏe. Liên minh châu Âu đang tạo dựng hệ thống tàu siêu tốc với vận tốc tối đa có thể đạt 700 km h và đã thử nghiệm thành công tại Hà Lan, dự tính sẽ bắt đầu phục vụ từ năm 2030, đồng thời cũng sẽ tiếp tục nghiên cứu và phát triển một đường tàu siêu tốc vận tốc 1.000 km h kỳ vọng đến năm 2050 sẽ được đưa vào sử dụng. Tàu siêu tốc dài nhất châu Âu có khả năng đạt tốc độ tối đa lên đến 700 km/h đã hoàn tất giai đoạn thử nghiệm đầu tiên sau khi đã di chuyển với vận tốc 30 km/h dọc theo miền bắc Hà Lan trong một đường hầm đặc biệt được cấu tạo từ 34 ống thép không gỉ, mỗi ống có đường kính 2,5 m với tổng chiều dài 420 m. Hệ thống ống thép được nổi liền mạch và đặt trong môi trường chân không áp suất thấp. Ý tưởng về một hệ thống tàu siêu tốc châu Âu đã được Liên minh châu Âu, Hà Lan và các doanh nghiệp tư nhân ấp ủ từ năm 2017. Với những khoản đầu tư lớn vào cơ sở hạ tầng và nghiên cứu phát triển, châu Âu đặt mục tiêu đưa tuyến đường sắt siêu tốc đầu tiên vào hoạt động trong năm 2030, phục vụ cả hành khách và hàng hóa, đồng thời hướng tới việc xây dựng các đoàn tàu có tốc độ lên đến 1.000 km trên giờ vào năm 2050. Nếu so sánh với tốc độ tối đa 350 km trên giờ của tàu cao tốc Đài Loan, hiện tại phải mất 96 phút để đi từ Đài Bắc đến Cao Hùng. Nhưng nếu vận hành với tốc độ 1.000 km kmh thời gian di chuyển sẽ rút ngắn đáng kệ chỉ còn khoảng 30 phút 2030 that has been trên thực tế, khái niệm về tàu siêu tốc đã được tỷ phú Elon Musk, nhà sáng tạo công nghệ hàng đầu thế giới đề xướng lần đầu tiên vào năm 2013. Tàu siêu tốc theo ý tưởng của ông Elon Musk là một loại tàu chạy bằng lực từ không ma sát với đường ray, đồng thời có thể dùng làm đường hầm sử dụng cho xe lái tự động. Tuy nhiên, dự án này đã thất bại do chi phí đầu tư xây dựng và cải thiện hệ thống cơ sở hạ tầng vốn có của Mỹ để đáp ứng cho loại tàu này là quá cao. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi bản tin tiếng Việt ngày hôm nay.